Hai người lính này đang đi tuần tra thì bất ngờ phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Sa mạc nhiệt độ cao lại bị băng bao phủ, điều này rõ ràng là không bình thường. Bọn họ lập tức lần theo manh mối và tiến hành điều tra chuyên sâu, kết quả suýt chút nữa thì bị dọa chết, cả thôn xóm đều bị đóng băng. Những người dân lao động giờ chỉ còn là những tảng băng điêu khắc. Từ tình trạng hiện trường có thể thấy, mọi người đã bị đóng băng ngay tức khắc. Điều này đã chứng tỏ nơi đây đã xảy ra hiện tượng thời tiết rất cực đoan. Rất nhanh tin tức đã truyền đến Nhà Trắng. Theo phân tích, thảm họa có nguồn gốc từ cậu bé Hà Lan. Có khả năng vệ tinh kiểm soát thời tiết trên vùng trời Afghanistan đã xảy ra sự cố. Nhưng điều khiến mọi người khó lý giải là nguyên lý làm việc của vệ tinh này. Thông qua sóng âm để làm chậm chuyển động phân tử, từ đó đạt được mục đích giảm nhiệt độ. Làm thế nào mà dẫn tới đóng băng được nhỉ? Các nhà khoa học cảm thấy nghi ngờ, lập tức thu hồi lại vệ tinh của Afghanistan, rồi kiểm tra toàn diện. Không ngờ nhà khoa học phụ trách kiểm tra lại không phải người tốt, ông ta lại đi xóa bỏ nhật ký làm việc của vệ tinh. Mà không hề biết rằng thứ này tương tự như hộp đen trên máy bay, không có thứ này sẽ không kiểm tra ra sự cố. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là quả báo đã đến quá nhanh. Do sự cố trong khoang kín, ông ta đã bị hút vào không gian, kể từ đây mọi manh mối đều bị cắt đứt. Chỉ cho đến 3 ngày sau khi vệ tinh Hồng Kông cũng xảy ra sự cố. Người đàn ông này trong lúc tan ca trở về nhà, chợt phát hiện ra cảnh tượng quái dị, hai quả trứng sống rơi xuống đất ngay lập tức biến thành trứng ốp la. Trong lúc anh đang bối rối, một chuyện càng kỳ lạ hơn lại xảy ra. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, ống dẫn khí ga bất ngờ bật lên khỏi mặt đường. Mọi chuyện thật sự không ổn, anh ta nhảy vào xe và đạp chân ga điên cuồng chạy thoát. Kết quả không ngờ là giây tiếp theo, dòng lửa khổng lồ thoát ra khỏi mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, tòa nhà sụp đổ mặt đường bị xé toạc, có vẻ như chiếc xe sắp rơi vào khe nứt. Trong tình huống nguy cấp, người đàn ông lại tăng tốc đạp vào ống thoát khí, khởi động chế độ liều mạng để thoát chết, rất may là anh ta không gặp nguy hiểm gì. Nhưng điều khiến người khó hiểu là nhiệt độ ở nơi phát nổ lên tới 57 độ, nhưng tại sao ở đây lại chỉ có 28 độ? Quan trọng là hai điểm lại cách nhau chưa đầy 2 km. Thế là anh ta lập tức quay lại phòng làm việc tra cứu số liệu vệ tinh. Nhưng không ngờ là quyền hạn lại bị hủy bỏ. Là một kỹ sư cấp cao khu vực Thái Bình Dương, bị hủy bỏ quyền hạn chắc chắn là một chuyện không bình thường. Thế là anh vội cầu cứu sự giúp đỡ từ người bạn tên Mark. Mark là người tổng phụ trách cho cậu bé Hà Lan, không ngờ Mark cũng bị hủy bỏ quyền hạn. Hai người tâm đầu ý hợp, họ lập tức quyết định chia nhau ra điều tra. Nào ngờ Yang vừa tra ra manh mối liền gặp chuyện bất trắc. Một nhóm đặc công đột nhập vào tòa nhà, rõ ràng anh đã bị để mắt đến. Điều này chứng tỏ thực sự có người đang giở trò xấu. Vì để không bị bại lộ, Yang âm thầm đi đến Mỹ, rồi dùng điện thoại công cộng để hẹn gặp Mark. Nhưng dù có tính trăm nghìn cách, anh cũng không tính đến việc điện thoại của Mark đã bị nghe lén. Chính vào lúc bọn họ gặp nhau, chuyện không may đã xảy đến, Yang đã bị kẻ xấu âm mưu giết chết tại chỗ. Trước khi chết, miệng Yang không ngừng nhắc lại năm từ, nhớ bấm đăng ký kênh. Năm từ này sẽ là then chốt để mở ra chân tướng sự việc. Mark lập tức tìm đến trợ lý thiên tài Dana và kêu Dana đi tra cứu tài liệu có liên quan đến rớt. Nào ngờ tài liệu đang được lưu trữ trong mạng lưới an ninh Nhà Trắng. Chỉ có quyền hạn nội bộ Nhà Trắng mới có thể mở được. Chuyện này phải làm sao đây? Mark đột nhiên nhớ đến người bạn gái Sarah. Sarah là vệ sĩ thân cận của Tổng thống, cô có quyền hạn trong Nhà Trắng. Nhận được lời thỉnh cầu của Mark, cô không bình tĩnh được mà nói rằng việc ăn cắp tài liệu này đồng nghĩa với phạm tội. Nhưng cô vẫn không thể chống cự được trước sức hấp dẫn của Mark. Mark cho biết sự việc này có liên quan đến vận mệnh của nhân loại. Anh còn nói họ đã đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay, lẽ nào cô lại không tin anh ư? Nghe đến đây, cuối cùng thì Sarah cũng đồng ý. Kết quả dễ đoán, họ đã sốc khi vừa kiểm tra ra toàn bộ kế hoạch rất chính là dùng cậu bé Hà Lan làm vũ khí. Có người đang mô phỏng cậu bé Hà Lan để tạo ra thảm họa toàn cầu. Hơn thế, họ còn cố gắng che đậy bằng chứng, biến chuyện này trở thành sự cố hệ thống. Xem ra thực sự có người đang muốn làm loạn thế giới. Không thể chậm trễ thêm, Mark lập tức liên lạc với trạm vũ trụ. Anh kể hết phát hiện trọng đại này cho Jack. Jack là anh trai của Mark, đồng thời là kỹ sư trưởng của cậu bé Hà Lan. Mark kêu Jack hãy khởi động lại hệ thống, có như vậy mới khởi tạo lại được hệ thống. Và toàn bộ sự cố có thể tự động loại bỏ, nhưng Jack lại cho rằng không được. Bởi vì việc khởi động lại hệ thống, cần phải có mật mã cuối cùng. Mark nói anh sẽ đi tìm Tổng thống, nhưng anh ta lại bị Jack ngăn cản. Jack nói Tổng thống không phải người đáng tin. Bởi vì gần đây trạm vũ trụ đã xảy ra một loạt sự kiện. Đầu tiên là nhà khoa học bị giết, sau đó là trạm vệ tinh bất ngờ bị mất kiểm soát. Rất nhiều nhà khoa học đã suýt gặp nạn, ngay sau đó anh cũng gặp phải chuyện không may. Có người đã giở trò với bộ đồ không gian, suýt chút nữa thì hại anh bị chôn vùi trong vũ trụ. Như vậy có thể đoán ra rất có khả năng Tổng thống chính là kẻ gây ra tội ác. Nếu như tùy ý đi tìm Tổng thống, bọn họ chắc chắn sẽ tự chui đầu vào giỏ. Mark nghe xong ngay lập tức giận tóc gáy, nhưng tại sao Tổng thống phải làm như vậy? Jack suy đoán là do trong hệ thống, quyền kiểm soát sẽ phải giao nộp cho tổ chức quốc tế. Rõ ràng Tổng thống muốn tạo ra thảm họa, nên che đậy bằng chứng.
sau đó để cho đoàn thể quốc tế chịu tội, như vậy ông ta có thể hủy bỏ chuyển việc giao quyền kiểm soát. Mark nghe xong mới vỡ lẽ ra, anh lại tìm đến người bạn gái Sarah và bảo Sarah đi trộm mật mã cuối cùng của Tổng thống, nhưng cô ta nghe được suýt chút nữa thì nổi cơn thịnh nộ. Như này chẳng phải bảo cô tìm đường chết sao? Nhưng dưới lời hùng biện của Mark, Sarah vẫn đồng ý giúp. Dựa theo thói quen của Tổng thống, trong chuyến đi Tổng thống sẽ đi tắm. Đến lúc đó bọn họ có thể nhân cơ hội trộm mật mã cuối cùng. Nhưng nào ngờ, dáng vẻ lén lút của họ đã bị bộ trưởng Deckcom nhìn thấy. Ngay sau đó, ông ta tìm đến Mark, ông chất vấn Mark muốn làm gì. Tất nhiên anh ta sẽ không nói ra sự thật, nhưng Deckcom vừa nhìn đã biết được Mark đang nói dối. Deckcom hỏi anh có phải đang gặp khó khăn gì không, ông ta có thể giúp anh. Nghe đến đây Mark cũng không do dự nữa, dù sao thì Deckcom cũng luôn chiếu cố anh. Thế là anh kể hết mọi chuyện cho Deckcom, ông ta nghe xong lập tức hừng hực tinh thần chính nghĩa. Ông quyết định sẽ đi tìm Tổng thống, bởi vì việc quét 10 cái vân tay và hai võng mạc của Tổng thống mới là mật mã cuối cùng. Nào ngờ tên Deckcom mới là kẻ ném đá giấu tay, hắn ta rút ra vũ khí nhắm chuẩn vào Mark. May mà anh ta phản ứng kịp mới thoát được nguy hiểm. Mark nhanh trí chui vào trong đám đông, vội vàng tìm đến Sarah. Anh kể phát hiện mới nhất cho cô biết. Sarah nghe được vô cùng kinh ngạc, bộ trưởng Deckcom sao lại làm ra chuyện này chứ? Rõ ràng là tên Deckcom muốn giết chết tất cả những người có thể kế nhiệm chức Tổng thống. Sau đó ông ta sẽ một mình nắm quyền lực, Sarah biết chuyện này quá nguy hiểm. Cô lập tức đưa ra quyết định trái lời tổ tiên. Cô bảo Mark đi tìm một chiếc xe, còn cô phải đi bắt cóc Tổng thống. Tổng thống biết mình đang gặp nguy hiểm, lập tức di tản đến điểm an ninh số 1. Tổng thống có chút sững sờ, cho đến khi Sarah đấm gục một người đồng nghiệp bên cạnh, Tổng thống mới nhận thấy sự việc không hề đơn giản. Đến khi ông được đưa lên xe, Mark mới nói mọi chuyện ra cho Tổng thống biết. Nhưng ông ta không tin Deckcom lại làm ra chuyện này. Chính vào lúc này, cả nhà thi đấu bất ngờ phát nổ. Lúc bấy giờ ông mới tin đây là sự thật, nhưng có vẻ như đã không kịp nữa rồi. Lúc này cậu bé Hà Lan đã hoàn toàn mất kiểm soát, thảm họa toàn cầu đã bắt đầu. Tại trạm không gian nhà khoa học đột nhiên phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Vệ tinh khí tượng trên vùng trời Nhật Bản đã xảy ra sự cố. Trong nháy mắt cả Tokyo đã bị đá đập vào đến mức thảm khốc. Nếu cứ tiếp tục như này, sợ rằng cả Tokyo sẽ gặp phải tai họa. Chính vào lúc này, vệ tinh trên vùng trời Brazil cũng xuất hiện sự cố. Một giây sau, một luồng khí lạnh quét qua, trong nháy mắt thành phố ven biển tuyệt đẹp đã biến thành hố băng. Trong thời điểm tuyệt vọng, rết trong cái khó lại ló cái khôn. Anh nghĩ đến một chiêu thức là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Nếu đã không thể thu hồi, vậy thì hãy làm ngược lại. Anh dự tính sẽ tận dụng vệ tinh dự bị để phá hủy vệ tinh gặp sự cố. Nói làm là làm, anh lập tức phóng ra vệ tinh dự bị. Khi vệ tinh gặp sự cố bị phá hủy, thảm họa cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng chưa được bao lâu, thì hệ thống cảnh cáo cơn bão địa chất sắp tấn công đến. Điều này cũng có nghĩa toàn bộ vệ tinh đều mất kiểm soát. Phải biết rằng trong toàn bộ mạng lưới vệ tinh có hàng ngàn vệ tinh, họ không thể phá hủy chúng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Khoảng cách đến cơn bão địa chất là 1 giờ 30 phút nữa. Khi thời gian đếm ngược bắt đầu, vệ tinh Ấn Độ đã làm loạn trước. Chỉ trong vài mili giây, một cơn lốc xoáy sâu đã ngoi lên mặt đất, rất nhanh chóng ra lệnh tắt chương trình tự hủy. Nhưng dường như đã không kịp nữa rồi, lúc này kho nhiên liệu của trạm không gian đã bắt đầu tự hủy. Còn anh thì tìm đến lập trình viên. Không nói một lời, một cú đấm giáng xuống. Lập trình viên giả ngốc thanh minh, nhưng Jack không muốn nghe những lời này. Jack tóm hắn lên, yêu cầu hắn tắt chương trình tự hủy. Không ngờ lập trình viên đã sớm có chuẩn bị, trong trạm làm việc hắn đã giấu súng. Jack không hiểu được vì sao hắn phải làm như vậy. Lập trình viên cho biết có người đã cho hắn số tiền nhiều gấp vạn lần tiền lương. Nhưng trái đất sắp không tồn tại nữa rồi, có nhiều tiền như vậy thì có thể làm gì chứ? Trong cơn hỗn loạn, kính chắn gió bị thiệt hại nghiêm trọng, Jack quả quyết chạy ra khỏi phòng điều khiển. Sau đó nhanh chóng đóng cửa thép lại, còn lập trình viên thì gặp quả báo mất mạng trong không gian. Trước mắt thì việc trạm không gian bị hủy đã là kết cục được định trước. Nhưng Jack không hề có ý định rời đi, bởi vì vẫn còn một cách có thể ngăn chặn thảm họa, đó chính là tìm đến Tổng thống để lấy mật mã cuối cùng. Có được mật mã cuối cùng thì có thể khởi động lại hệ thống. Nhưng người em trai tên Mark của anh hiện giờ đang cùng Tổng thống nhanh chóng đi đến trung tâm kiểm soát. Nhưng điều mà Jack không biết là, lúc này Mark và Tổng thống đang bị sát thủ ở phía sau truy sát. Nhưng không cần phải hoảng loạn. Bạn gái của Mark rất lợi hại, chỉ cần có 1% cơ hội là cô ta có thể hoàn thành việc phản công. Cô đã thành công tiêu diệt kẻ địch. Lúc này Deckcom đã truy vết ra vị trí của họ, hắn ta chính là tên sát thủ đứng sau chuyện này. Chỉ đợi đến khi xe Tổng thống xuất hiện, hắn dứt khoát nổ súng để làm nổ tung. Nhưng không ngờ là Tổng thống lại không ở trên xe. Cho đến khi Sarah xuất hiện, hắn mới hiểu ra việc kẻ cắp gặp bà già, nhưng bây giờ biết cũng muộn rồi. Tổng thống hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, hắn nói hắn muốn điều chỉnh thời gian về năm 1945. Hắn muốn khiến châu Mỹ một lần nữa trở thành lãnh tụ của mọi quốc gia, chứ không phải một ngân hàng ngụy trang thành một quốc gia. Mark nghe được lập tức nổi giận, loài người đều chết rồi, còn nói lãnh tụ cái gì nữa.
Kể từ đây Deckcom đã bị tống vào tù, còn Jack cuối cùng cũng có được mật mã cuối cùng. Nhưng Tổng thống lại tặng cho Jack một câu nói. Ngài Jack à, chúng tôi chân thành cảm ơn sự hy sinh của ngài. Lúc này Mark mới hiểu ra, thì ra mật mã cuối cùng có thể ngăn chặn được cơn bão, nhưng không thể thay đổi được việc trạm không gian tự hủy. Cứ như vậy hai người cùng nhau thành công đến được phòng điều khiển. Việc không thể chậm trễ được nữa. Jack liền tải lên mật mã cuối cùng, sau đó quả quyết kéo công tắc chính xuống. Cuối cùng thì vào giây cuối cùng trước khi cơn bão địa chấn ập đến, họ đã thành công đóng lại hệ thống. Khi hệ thống vệ tinh được đóng lại, cơn bão trên trái đất cũng theo đó mà dừng lại. Nhưng không thể xoay chuyển được chương trình tự hủy của trạm không gian. Cảnh cáo chương trình tự hủy bước vào giai đoạn cuối cùng. Nhưng không cần hoảng sợ đâu. Trong thời khắc tuyệt vọng, Jack đã nhìn thấy một vệ tinh nhân tạo. Mọi chuyện không thể chậm trễ, bọn họ cố đấm ăn xôi vội chui vào bên trong. Cuối cùng thì vào giây phút cuối cùng khi trạm vệ tinh nổ tung, họ đã thành công bay ra khỏi khu vực phát nổ. Nhưng không có khoan hạ cánh chuyên nghiệp thì không thể nào an toàn trở về trái đất. Thế là Jack ấn mạnh vào đèn flash, nhắc nhở trung tâm mặt đất rằng họ vẫn còn sống. Nhân viên ở mặt đất đã nhìn thấy tia sáng nhấp nháy, phi thuyền gần đó lập tức tiến lên nghênh đón họ. Khi thành công kết nối được với phi thuyền, thì cuối cùng bọn họ cũng được cứu. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.